Chào Vương, chào mừng tất cả bác đã quay trở lại với kênh youtube của Hoàng Mạnh Audio Sài Gòn Lời đầu tiên cho phép bên Hoàng Mạnh Audio Sài Gòn gửi lời chúc sức khỏe và bình an Video này bên em sẽ giới thiệu một số dòng dây mà bên em vừa mới về ngày qua nhé Và đây là những bộ dây ba lăng đực cái và ba lăng ra bông sen của hãng Quét Một thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Anh Quốc nhé Tiếp theo đó là dòng dây quang của hãng Audio Quét Một trong những dòng dây cho tín hiệu cực kỳ là tốt nha các bác rồi và trước khi đi vào video chi tiết lần lượt những cái dòng sản phẩm này, bác nào chưa đăng ký kênh, nhấn đăng ký và nhấn like để ủng hộ bên em nhé. Rồi bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết lần lượt những cái dòng sản phẩm ngày hôm nay. Thứ nhất thì em sẽ giới thiệu tới tất cả bác những bộ dây uh, ba lăng đực cái của hãng quét như thế này, cực kỳ là chất lượng nhé. Dòng này thì bên em bán rất là nhiều và được tất cả các bác sử dụng cho một chất âm cực kỳ là hay nhé, độ chống nhiễu của nó cực kỳ là ngon. Dòng này loại của nó là loại mà bạc thiết kế là 4 lớp chống nhiễu, nên cho một chất âm rất là hay, rất là chi tiết và rất là sạch sẽ nha bác. Quét này, qad được in chìm ở trên dây, đó và dòng dây có điều hướng bụi tên. Các bác có thể nhìn những chiếc rắc này, những chiếc rắc đực, rắc này là rắc đực nha bác, đó được mạ carbon rất là đẹp những chiếc đầu rắc như thế này thì các bác xài thiên thu luôn nhé xài thiên thu luôn không bao giờ mà bị đen hoặc bị oxy hóa theo thời gian nhé chống nhiễu cũng như là chặn đồng logo thương hiệu nhé có điều hướng mũi tên ở đây và bên này là đầu rắc cái nha bác đầu rắc cái nhé cũng được mở các rất là sáng rất là bóng như thế này thì em chỉ có về được 10 bộ dây canon được cái nhé Hàng này thì bên em về nhập nguyên bộ luôn nhé nhập nguyên bộ luôn Rất là đẹp Đầu rắc này Rất là xịn nha các bác Và loại này thì bên em đang phân phối cho tất cả bác Với giá là 900 ngàn một đôi nhé Tiếp theo em đi qua cái dòng dây ba uh, Bà lăng ra bông sen nhé Dòng này thì uh, để cho tất cả bác cắm từ uh, vang xuống những chiếc âm ly nhé. Đó, hiện nay thì các bác xài vang rất là nhiều Nên uh, nhu cầu của các bác về những loại dây uh, cần ông cái ra bông sen rất là nhiều nhé Cũng điều hướng mũi tên Đây là đầu bông sen nhé Em sẽ vặn ra để cho tất cả bác cùng xem Đầu rắc này là đầu rắc khóa nha bác Đầu rắc khóa nhá Khi mình cắm thì mình nới lỏng ra như thế này Rồi mình cắm vào Xong mình khóa lại nhá Thì nó sẽ cho độ tiếp xúc được tốt nhất Chuẩn nhất Đây, các bác có thể nhìn uh, bên uh, nước ngoài người ta độ keo rất là đẹp nha các bác rất là đẹp nha đây rất là đẹp luôn nhá nó hàng xịn nên từ đầu rắc cho đến dây cực kỳ là chuẩn nhá và dây này có chiều dài là 1 mét nhá giá thì bên em để cho tất cả bác với giá là 900 ngàn một đôi nhá 900 ngàn một đôi canon được cái và canon ra bông sen thì nó đồng giá với nhau Đực cái thì để cho tất cả bác cắm từ văn uh, vang số vang cơ xuống men đẩy nhá đại công suất. Còn cái này, uh, Canon ra bông sen thì cắm từ vang số âm ly. Rồi em đi qua một dòng dây nữa. Dòng dây này thì uh, bản rất là chạy trong thời gian vượt qua cực kỳ là chạy luôn nha các bác. Dòng dây quang của hãng AudioQuest. Rồi các bác đợi em chú nhé, móc cái điện thoại lên em sẽ quay cho tất cả bác cùng xem. Rồi và đây là những sợi dây quang của hãng AudioQuest là dòng dây quang bại của Mỹ nhé. Thì uh, đây là một dòng dây bên em bán rất là nhiều nhé và được tất cả các bác phản hồi cũng như là đánh giá cho một chất lượng quang cực kỳ là sáng nha bác dòng dây quang của hãng AudioQuest, Quest dòng dây bại của Mỹ nhé rồi và bây giờ em sẽ test để cho tất cả bác cùng xem được độ sáng của dòng dây quang này nhé rồi các bác đợi em xíu nhé và đây là một sợi dây quang của hãng AudioQuest. Quest dây quang của hãng AudioQuest. AudioQuest này. Mở của nó này. OL5 nhé, OL5. Khi mình mua về thì mình sẽ tháo hai cái nốt bảo vệ ở đây, hai miếng nhựa bảo vệ ở đây. Tháo ra. Tháo ra dùng em nhé. Mình tháo ra. Quang nó mới ra được, nó mới sáng được nhé. Rồi, thì cách test thì rất là đơn giản thôi Mình có thể chiếu ánh đèn vào Thì mình sẽ thấy được chất lượng quang của nó như thế nào Đây, các bác có thể nhìn thấy độ quang này Sáng như đèn pin luôn Đó, như đèn pin Rất là sáng nha các bác Một sợi dây quang mà nó cho chất lượng quang học như thế này Thì các bác cứ yên tâm Chất lượng âm thanh cực kỳ là hay Rất là đều ba dại luôn nha các bác Đó, rất là sáng này quá ngon Sợi dây này là nếu mà giá mới của nó cực kỳ là bát đắt nha các bác Còn hàng bãi nên giá của nó tốt hơn rất là nhiều Chỉ có 650 một sợi thôi nha Các bác có thể nhìn cái sợi quang như thế này Các bác đánh giá được chất lượng của nó cực kỳ là cao rồi Nó cực kỳ sáng nhé Đây rất là sáng Rồi thì uh, dây này có chiều dài của nó là một mét rưỡi nha các bác một mét rưỡi nhá dây được bọc một lớp da rắn như thế này rất là đẹp nhá có màu uh, sân đen rất là đẹp đầu rắc của nó này đầu rắc đúc luôn nhá có nhiều bác hỏi bên em nói dây quăng có thi công được không thì uh, em xin thưa với các bác là dây quăng nó không có thi công được nhá dây này là dây bãi, dây của mị làm nhá nó đúc nguyên sợi luôn đây đầu đúc hết luôn nhá hoàn toàn là đầu đúc hết đó, và sợi dây quang này chỉ có là 2 à 650 000 đồng Bên em bao ship cho tất cả bác nhé. Bác nào muốn có nhu cầu, muốn mua sắm sở hữu những cái dòng sản phẩm trong video này thì liên hệ cho em theo số điện thoại Zalo duy nhất của em là 0969 569 157 nhé. Zalo là 0962 182 145. Rồi, chào các bác, hẹn các bác các video tiếp theo. Xin chào.